Dạ rồi, xin cảm ơn các hộ gia đình của chúng ta. Xin mời các đơn vị Bầu Trâm, Xuân Tân, Xuân Trung và Bầu Sen. Mình có pha nhạc thì mình vào phía sân khấu để mình chép nhạc ạ. Nếu không, nếu vẫn sử dụng nhạc chung của chương trình thì chúng ta sẽ tiến về cánh gà ạ. Đơn vị Xuân Trung ạ, mình có pha nhạc đúng không ạ? Dạ rồi, vậy bốn đơn vị chúng mình sẽ sử dụng chung đoạn nhạc của chương trình. Các đơn vị của mình đã vào vị trí chưa ạ? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đầu tiên. Phần trình diễn của bốn đơn vị xin phép được bắt đầu. Đầu tiên sẽ là đơn vị Phú Bình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tự tin. Thank you.
Phần trình diễn của hai đơn vị xin phép được bắt đầu ạ.